A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Lễ lên, lễ lên, lễ lên, xá lễ lên, lễ lên, lễ lên, xá thỉnh cho anh
chú ngồi, thấn đại chúng ngồi. Đại chúng, chúng ta giữ trật tự trang nghiêm để vào thời khóa. Đại chúng mở kinh văn trang số 51. Đại chúng mở kinh văn trang số 51. Chúng ta nói nhẹ nhàng, đứng lên ngồi xuống cũng nhẹ nhàng cái ghế thôi. Okay.
hiện tăng xa lời Phật ơi, coi văn nơi kia thành tựu như vậy là do công đức ta nên chẳng hiện xa lời Phật này. Ông thế nào lưu văn nơi kia vì sao yêu là gì đã xa lời Phật từ văn nơi kia học bằng bộ lượng chiều cấm với phương công cho trường ngài đi thế cho nên yêu là gì đã lại nữa xa lời Phật từ Phật nơi kia và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên công thể để xiết là bao nhiêu bởi thế cho nên yêu là gì đã xa lời Phật từ Phật A Di Đà thành Phật tên nay đã được mười kiều lại nữa xa lời Phật từ Phật nơi kia có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là những bậc tài a la không thể dùng bên tinh đêm mà biết được các tham bồ tát cùng đồng như thế xa lời Phật đời coi Phật nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành chẳng niệm lại nữa xa lời Phật coi nữa các la các loài chúng sinh được sinh về đó thời đều là những bậc không còn tài chuyện trong đó có rất nhiều vị nhân sinh bổ sơ không thể dùng bên tinh đêm mà biết được chỉ có thể vô lượng vô biên a tăng thì mà thôi xa lời Phật này chúng sinh nghe rồi đời đêm văn thiện nguyện sinh chẳng thấy là vì lẽ sao vì được cùng với các văn thượng thiên như thế hồi hộ một đời xa lời Phật này chẳng thể lấy chú đi thiện căn vô lượng nhân duyên mà được sinh sang coi được kia đâu xa lời Phật này nếu có thiên nam tử điên nữ nhật nào được nghe danh hiệu của đức Phật là gì đã rồi giống vô lòng trên niệm một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc mấy ngày một lòng tâm không tạm loạn người ấy đến khi lòng chung được và là gì đà và ca thành chung yên giờ chủ mật người đó lòng chung tâm không điện đạo liệt được vãng sinh về nơi cực lạc của đức Phật là gì đã xa đời và ta thấy lời như thế cho nên nói về nếu có chúng sinh nghe lời nói ấy thì đến văn kiến sinh sao được kia xa lời Phật này như ta hôm nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ văn của đức Phật là gì đã thì bên vương công cũng có được a số về Phật tu di tưởng và tài tu di và tu di quang phân siêu ẩm Phật còn nhiều văn càng như cả sông phùng như thế nữa đều ở đồng mình hiện ra được lối dài dòng che gặp và nghìn đại thiên thể giờ đổi lời thanh thường rằng chúng sinh cả người đến tin sầm phật còn nhớ vất cả như cả sầu hoàng cung như thế nữa đều ở đâu
Trường mình hiện xa thương lời dài sông che găm ba nghìn đại thiên để rời nói nơi thánh thơ gian trong sinh đàng người lên tiếng kinh này là một bản kinh tam thần cộng được trang xiên nghi văn và được ghi tay chư Phật hộ niệm xa lời Phật này thì ông thế nào vì sao kinh tay gọi là nhất thiết chư Phật sơ hộ niệm kinh xa lời Phật nếu có thiên nam tư thiên nữ nhận được nghe kinh này và thu trì đồng tùng và nghe danh hiệu qua cả đường Phật một lòng chuyên nhớ đi thiên nam tư thiên nữ nhận thầy đều được nghe thấy chư Phật hộ niệm chẳng còn toàn chuyện nơi đạo vô thương chính đẳng chính xa bởi đây cho nên xa lời Phật đời ca công nên tin lời ta và lời của các đức Phật đã nói xa lời Phật này nếu có người muốn văn nghe sinh sang cõi nước của đức Phật là gì đã ai đã văn sẽ vẫn nguyên thì những người ấy không còn tài chuyện ở cõi nước kia những người hoặc đã sinh về hoặc đang sinh về hoặc sẽ sinh về thì đều sống đỡ đau qua vô thương sinh đừng chỉnh ra bởi thế cho nên xa lời Phật ơi nếu có thiên âm từ thiên tự nhận nào phản có lòng tin đi nên phản nguyện sinh xa lời kia xa lời Phật này như ta hôm nay khen người công đức chẳng xiên nghi văn của các đức Phật thì các đức Phật cũng lại khen người công đức chẳng xiên nghi qua ta mà nói rằng được Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó từ ngày xưa coi xa và gặp cô có năm bạn chưa kiếm chưa kiếm chưa biết nó chưa chúng sinh chưa mình chưa chung về ma chứng đưa đạo qua vô thương chính đang chỉnh ra lại vì chúng sinh nói ra vào ấy là vào hết thay thế gian có tin ra ơi vật này biết biết ta ở coi đời có năm mà chưa rất khó lắm nay thế mà làm được nên đã chứng đưa đạo qua vô thương chính đang chỉnh giác lại biết thấy thế gian nói pháp có tin tức là việc khó khi được Phật nói kinh này rồi thì ngay xa đời phân và cả thì theo hết thấy thế gian thiên nhân a tu la và cả cõi càng nghe lời Phật say vui mừng tin nhân tình lễ rồi lùi được Phật nói kinh a di đà căn ba thân chú thiện để thầy tôi chưa được sinh về tình độ nam mô a di đà và gia đà tha gia đà gia đà địa gia ta a di đà đồ a di đà thân nam bà thi a di đi đà thi ca lần đề a di đi đà thi ca lần sa di nhị sa sa đà chi đà ca đề sa bà ha nam mô a di đà và gia đà tha sa đà sa đà địa sa tha a di đi đồ bà thi a di di đà thân nam bà thi a di đi đà thi ca lần đề a di di đà thi ca lần sa di nhị sa sa đà chi đà ca đề sa bà ha nam mô a di đà và gia đà sa ta si li đô và ti a si li đa tân đàm và a si li đa ti ca lần ti a si li đa ti ca lần sa si ni sa sa na si đa ca lê sa ngày nào ra
trọn khắp mười phương là cực lạc thế giới. Bóng núi mặt nước dường không hợp không. Khắp cõi đất là quê cũ thanh thải, hoa cười chim hót như gương soi gương. Tự mình không về, về liền được. Cảnh ngũ hồ mây khói nào có ai tranh. Tay vàng ngày đêm Phật thường rủ, chỉ đợi hành nhân theo gót đi về. Tướng Bạch Hào xưa nay rạng tỏ, toàn nhờ vào nguyện thiết. Vì thế mới nói vạn pháp là tâm quang, các duyên tính chiếu rạng. Vốn không có kẻ mê người ngộ, chỉ cần ngày nay liễu giải. Vậy nay đại chúng hiện tiền, hệ niệm Phật sự sang thời thứ hai đã liễu giải rồi. Một câu phải diễn nói như thế nào đây? Ao lưu ly trăng sáng vắt ngang, búp sen nở thủy cầm đùa bợn. Yeah.
Yeah.
Tâm này là Phật đem tâm niệm. Niệm đến tâm không Phật cũng không. Thòng tay quay về lại kiếm đi. Hóa chén chẳng đỏ lẫn xanh và trong giáo pháp có dạy rằng luận về tâm Phật cũng thế, luận về Phật chúng sinh cũng thế. Tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Luận về tâm, thời tâm có các loại như nhục đoàn tâm, chính là cái tâm hiện tại do huyết khí cha mẹ sinh ra đang ở trong tấm thân này vậy. Thứ nữa, duyên lử tâm, chính là cái tâm hiện tại đang phân biệt thiện ác và các cảnh giới thuận nghịch sai biệt vậy. Lại nữa, linh tri tâm là cái tâm chứa đựng muôn thứ sai biệt nhưng không hề tạp loạn, trải khắp ba đời chưa từng biến đổi. Riêng chiếu rạng ngời, một mình chẳng lẫn, nơi thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Ở giữa dòng sinh tử như bảo châu riêng chiếu trong biển xanh, ở nơi cõi niết bàn một mình vầng quế vằng vặc giữa trời cao. Chư Phật ngộ rồi gọi là duy tâm, chúng sinh mê lầm khiến thành vọng thức. Vậy mới nói Phật tức chúng sinh, chúng sinh tức Phật. Nếu rời tâm vốn không có Phật, cũng chẳng có chúng sinh. Chỉ do mê ngộ nên thấy khác. Vì thế phàm thánh cách biệt, há đâu biết rằng tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Ngài Vĩnh Gia nói, trong mộng rành rành bày sáu nẻo, giác rồi ba cõi rộng mênh mông. Đã được như thế, thời trong kinh dạy rằng từ đây đi về phía Tây, quá mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Phật, hiểu là A-di-đà hiện nay đang thuyết pháp. Tóm lại, chẳng ngoài duy tâm tịnh độ, bản tính Di-đà vậy. Thế nên biết rằng, ngay trong chúng hiện tiền đây, chư vị thần linh, cặp chư vị chân linh, ánh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, còn sống thì hoa sen đoá đoá, vãng sinh rồi cây báu trùng trùng. Không lúc nào chẳng ở cõi sen, không niệm nào chẳng nướng từ phụ. Xét kỹ như thế nên nói lìa tâm Phật chúng sinh này, thời còn chỗ nào thương lượng nữa hay không? Thỉnh trái chủ cập đại chúng lên.
nơi gương tròn lớn sạch tinh khôi, xanh biếc giò sen có thánh thai, cát vàng ao báu ngoài xa ngắm, bảo quang chiếu mãi ngọc lâu đài. Hãy
Vọng tự nhiên không bao giờ kêu mà chẳng đáp. Phật thân không cần tạo tác, thế nhưng chẳng nơi nào là chẳng thủy hiện. Từ trước đến đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm. Nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên, công huân thù thẳng như trên, gieo vào trong biển đại nguyện Di Đà, chuyên vị thần linh, cập chư vị chân linh, ánh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng hiện diện trong đảo tràng này, đầm tẩy trừ cấu nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này, sinh về tịnh độ. Nhân nghĩ từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, như bọt nước sinh trong biển cả, theo sóng thức lên cao rồi xuống thấp, mây điểm hư không theo tình nổi gió ta người. Do đó lưu chuyển sáu đường, hộp lặn tứ sinh, biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót. Nếu không bày tỏ sao tiêu trừ được, sám trừ tội chướng đã qua, phát nguyện hạnh lành hiện tại, lại phiền pháp chúng chí tâm sám hối phát nguyện. Thỉnh trai chủ cập đại chúng đứng lên. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp, xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thủy tham sân si, đều vì vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả tội căn xin sám hối, tất cả tội căn xin sám hối. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thường thể nguyện thành, Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ trên tới đây sám hối phát nguyện đã xong, thực hành đầy đủ cũng giống như người có đôi mắt sáng. Nguyện lớn khác nào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc. Hành giả nhờ nương vào ánh sáng mà được tỏ ràng, thấy được các cảnh vật hiện ra trước mắt. Vậy nên người niệm Phật nếu không phát nguyện vãng sinh, dẫu có công hạnh cũng trở thành đặt bày hư huyễn vì không theo lời Phật vậy. Nay các thần linh, cặp chư vị chân linh, ánh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng hiện diện trong đảo tràng này, hãy nên biết ý nói. A Di Đà Phật.